Đây là chương trình cùng bạn đọc sách, thực hiện bởi Thư viện Lâm Đồng, qua giọng đọc Thanh Tâm, cộng tác viên của Thư viện. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện đẹp đến nhói lòng về tình cảm ông cháu, Đạo Thiên Đường của Nội. Truyện của tác giả Benji Davis. Tận cuối khu vườn nơi Finn ở, xuyên qua các cổng con, rồi đi qua một tán cây, là đến nhà của nội. Nội luôn cất chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa, để Finn muốn ghé chơi lúc nào cũng được. Một hôm, Finn chạy sang thăm nội, nhưng mà ngôi nhà chẳng giống mọi khi. Đúng lúc Finn chuẩn bị ra về, bỗng nghe tiếng nội. Finn đấy à? Nội gọi, lên đây ta cho xem cái này hay lắm. Thế là Finn lò dò từng bước trên chiếc thang gỗ. Cậu chưa bao giờ leo lên gác xếp nhà nội. Trên đó chất đầy những hòm xiển và cơ man nào là đồ đạc nội thu thập từ khắp bốn phương trời. Nội kéo tấm màn phủ bức tường cuối căn gác xuống. Một cánh cửa sắt to đùng hiện ra. Mời ngài Finn đi trước. Nội mỉm cười. Finn vặn bánh xoay sạch, rồi đẩy cánh cửa nặng nề ấy ra. Cậu thấy, bỗng dưng mình đứng trên boong một con tàu cao lênh khênh. Xung quanh là cả một biển mái nhà xếp tầng tầng lớp lớp. Nội vươn tay giật cần kéo. Tiếng còi hụ rền vang, con tàu lắc lư nhoài mình về phía trước. Biển khơi thẳng tiếng nào, thuyền trưởng nội hô vang. Nội lái tàu rất thuần thục, con tàu lướt êm ru trên những đợt sóng cuồn cuộn. Dặm biển này qua dặm biển khác, hết trời rồi biển, hết biển rồi lại trời, trải ra trước mắt hai ông cháu, cho đến khi có thứ gì đó hiện ra nơi cuối chân trời. Đất liền kia! Finn hét váng lên. Hai ông cháu cho tàu thả neo rồi tìm đường lên bờ. Nội không cần chống gậy nữa hả? Finn hỏi. Không đâu, tao ổn mà, nội đáp. Thế là hai ông cháu đi sâu vào trong rừng. Nơi chóp cao nhất của hòn đảo, nơi ngọn gió mát lùa qua những rặng cây, hai ông cháu tìm thấy một cái lán cũ. Dù vẫn còn phải sửa sang nhiều, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các cư dân trên đảo, khỉ này, chim này, voi này, mọi thứ đã nhanh chóng tươm tất. Và ta-da! Đây chính là căn nhà mà ông cháu đã sửa xong đấy. Hai ông cháu cùng nhau khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm, đến nơi nào trên đảo cũng thấy những điều tuyệt diệu. Chà, đây là một nơi thích thú tuyệt vời, đúng là một thiên đường lý tưởng. Finn ước sao được cùng nội ở đây mãi mãi. Rồi ngày qua ngày, cho đến một lúc, Finn thấy nhớ nhà, và cậu hiểu đó là lúc phải ra đi. Finn, có chuyện này ta muốn nói với cháu. Nội mở lời. Cháu biết không, ta định sẽ ở lại nơi này. Ờ, nhưng Finn ngạc nhiên. Ở một mình nội có buồn không? Ồ không, không là đằng khác. Cháu thấy ta có ở một mình đâu. Nội mỉm cười đáp. Thế rồi nội ôm lấy Finn vào lòng, và tất nhiên dạy cho Finn cách lái con thuyền trở về. Trước khi con tàu nhổ neo, Finn đã biết mình sẽ luôn nhớ nội rất nhiều. Tất cả cư dân trên đảo đều đến vẫy tay chào tạm biệt. Băng qua bao ngọn sóng, con tàu tròng trành và nổ máy xong sập. Không còn nội, cuộc hành trình tưởng như dài mãi, nhưng cuối cùng Finn cũng lái được tàu trở về bình an. Sáng hôm sau, Finn lại chạy sang nhà nội,
mọi thứ đã trở lại như xưa, chỉ khác mỗi một điều là nội không còn đó nữa. Canh gác xếp chìm trong thêm thinh lặng, cũng chẳng thấy cánh cửa sắt to lớn đâu nữa, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa sổ, Phin chạy ra, tự hỏi không biết đó là gì nhỉ? Ồ, trên gờ cửa sổ có một phong thư. Phin cẩn thận mở phong thư ra. Trên phong thư viết: Mến gửi Phin. Đó chính là lá thư từ nội. Các bé ơi, câu chuyện đã kết thúc rồi. Phin rất yêu quý nội và nội cũng rất yêu thương Phin. Tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Dù cho nội có ở xa như thế nào, nhưng mà nội sẽ vẫn nhớ Phin và sẽ gửi thư cho Phin. Cũng như vậy, Phin sẽ viết cho nội thật nhiều thư. Đây là một cuốn sách tuyệt đẹp với lời nhắn nhủ rằng những người thân yêu sẽ luôn bên ta, dù họ có cách xa ta bao lâu chăng nữa, bao xa chăng nữa. Giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong câu chuyện tiếp sau nhé.